Cậu có biết đây là cái gì không? Không, cái thiên thư dùng để làm cái gì vậy? Có cái gì nè? À, đây là đồ ăn sáng rồi hôm thứ hai mình ăn đó, cô Hân đã dịp lại một ít và để đến ngày hôm nay thì nó bị mất bị hôi rồi. Cô đã lấy một cái mẫu nhỏ mất ở đây rồi, thấy không? Mất đi rồi, thấy cái mẫu mất này nó có màu gì nè, nếu mà mình nhìn rõ còn màu đen, nhưng mà Ngọc có thấy rõ cái mất này không? Bây giờ làm sao để mình thấy rõ cái mất này bây giờ nè? Mình cai nha. Bây giờ cửa cô Hân chỉnh lại rồi cô cho rõ cho cô xem nha. Bây giờ nè, coi thử coi cái nó mất trong cái đường viên khóc nó có khác gì ở ngoài không? Hình tròn. Và nó có cái gì nữa không? Nó có mấy sợi dây đó làm sao? Nó cái gì lại với nhau không? À, để cô Hân xem mặt con nào nó có đúng không nha. À, đúng rồi, nó có nhiều cái chấm tròn đen đen nhỏ nhỏ. Rồi nó có mấy cái sợi dây liên kết nối cái chấm đen nó lại với nhau. Bây giờ Ngọc coi lại một lần nữa coi, Ngọc có thể nếm cho cô Hân coi có bao nhiêu cái chấm đen ở trong đó không? Mình phải làm sao đây? Mình phải bỏ đi, mình đừng tiếc, mình đừng ăn nha.